đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Hải Phòng để tập huấn chuẩn bị cho ASEAN 19. Ngay sau khi đặt chân đến Hải Phòng vào sáng ngày 22 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bước vào tập luyện làm quen với mặt cỏ sân vận động Lạch Tray. Trong thời gian này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện trên sân Lạch Tray và sân tập của câu lạc bộ Hải Phòng. Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện 3 tuần tại Hải Phòng. Xen kẽ đội có các trận đấu tập, thông qua giai đoạn này, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự sẽ có sự đánh giá và lựa chọn những gương mặt phù hợp cho giải đấu sắp tới. Sau khi kết thúc giai đoạn tập huấn ở Hải Phòng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội để hoàn tất các công tác chuẩn bị trước khi lên đường tham dự ASEAN 19 diễn ra từ ngày 22 tháng 9 tại Trung Quốc.